có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Năm 2006, nhà con có mua một bàn thờ cùng một tấm kính để đặt lên trên để lau dọn nhà thờ, bàn thờ cho sạch. Nhưng đến năm 2018, có một thầy phong thủy đến xem và bảo nhà con bỏ tấm kính đi, để tấm kính là tất cả bát hương cùng tranh ảnh và các thứ trên bàn thờ đều lộn ngược. Thầy phong thủy nói như vậy đúng hay sai ạ? Con xin thầy giải thích cho con biết. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, cái việc mà để tấm kính lên trên mặt ban thờ thì đúng là cái việc lau dọn ấy, nó dễ hơn thật. Đúng là cái việc mà để tránh cái việc tàn hương nó rơi xuống, nó cháy ban thờ là có thật. Nhưng mà xin thưa các vị, các cụ ngày xưa có nói cái câu như thế này, chúng ta cũng nên suy nghĩ. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ngày xưa thầy còn học trường trung cấp Phật học Hà Tây. Thầy được đi thị giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ vài lần. Đi thị giả Cố Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, Chùa Hương cũng khá nhiều lần, khi cụ đi xem phong thủy và đi bốc bát hương thờ Phật, thờ thần linh, thờ gia tiên cho một số các gia đình thân thiết. Thì thầy có thị giả cụ tổ Chùa Hương đến mấy nhà họ có ban thờ sẵn, họ cũng tương tự như vậy, họ để cái kính lên trên mặt ban thờ để họ để bát hương các thứ lên. Thì cụ tổ Chùa Hương ngày xưa cụ bảo là thế bỏ cái kính đi, cũng không cho để cái kính. Nhưng mà tuy nhiên thầy không dám hỏi cụ, không dám hỏi cụ vì sao cụ lại bảo họ bỏ kính đi, mà đến mấy nhà thì đều thấy cụ bảo bỏ cái kính đi, không được để cái kính lên ban thờ như thế. Không dám hỏi cụ. Thế một hôm tôi thị giả cơm cho Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngày đó cụ chưa lên Pháp Chủ đâu. Ngày đó cụ mới chỉ là Phó Pháp Chủ, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây. Ngày xưa còn là Hà Tây, chưa phải là Hà Nội, chưa sát nhập. Và là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây của Hà Tây của chúng tôi. Thế thì giả cơm hòa cụ sao, hòa thượng xong thì đem cái chuyện đó đi bạch hòa thượng. Thế con đi thị giả cụ hòa thượng thường tọa nhà con, ngày xưa cụ tổ Chủ Hương mới thường tọa. Con đi thị giả thường tọa nhà con thấy có mấy gia đình để cái kính lên trên mặt ban thờ. Mà đến thấy thường tọa nhà con đều bảo là Phật tử, bảo gia đình họ bỏ đi, không được để. Nhưng con không dám hỏi. Bạch hòa thượng là tại sao lại không được để cái kính lên như thế? Để lên có ảnh hưởng gì không? Thế hòa thượng mới nói rằng nhất thiết duy tâm tạo. Tức là tất cả đều do gì? Do tâm thôi. Nhưng mà chốt lại thì cụ ấy nói là gì? Để kính á, thì đúng là nó sạch sẽ, nó dễ lau. Nhưng mà theo về tâm linh thì thờ, ban thờ là thường là thờ gì ạ? Thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ tổ cô, tổ cậu, ông bà nội ngoại hai bên, vân vân. Và người xưa, cụ nói là người xưa, người ta nói rằng các vong, người ta rất ngại đi qua cái chỗ có ánh sáng phản chiếu lại hình bóng của họ. Như là cái gì? Cái gương. Như là cái gương. Đó, và như là cái gì? Cái kính. Đấy, cái gương và cái kính, người ta rất ngại. Cụ nói thế
Tôi nói là cái các vong linh, các linh hồn người ta chưa được siêu thoát ấy, người ta rất ngại đi qua cái gương và cái kính phản chiếu lại cái hình của họ. Lý do như thế nào thì cụ không nói sâu, cụ chỉ nói thế. Cho nên cha ông chúng ta mới quan niệm rằng ở trước đối diện phòng thờ và hai bên sườn không nên treo cái gương lớn, tức là trong phòng thờ đó, đối diện tức là ở phía bên trước cửa đảng, thường ở trong nhà nhìn ra bên cửa đảng, không được để cái gương lớn treo ở phía đối diện ban thờ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên trái bên phải, tức là bên tả bên hữu đó, hai bên đốc đó, cũng không được treo gương lớn. Sợ là gì? Đấy, các cụ gia tiên, nội ngoại, tổ cô, tổ cậu, các cụ ngày giỗ, ngày lễ, ngày Tết, thỉnh thắp hương, thỉnh mời các cụ về, thì nhìn cái bóng gương. Đấy, đấy là quan niệm của người xưa. Cụ nói là quan niệm của người xưa, người ta truyền lại như thế. Cho nên thì cái gì mà mình chưa thấy được bằng con mắt thịt, khoa học cũng chưa giải thích được một cách tường tận, thì thôi mình cứ theo lời người xưa cho nó gì? Nó an lòng. Tức là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đó. Các cụ ngày xưa truyền như thế nào mà mắt mình chưa thấy, khoa học chưa chứng minh được, thì cụ tổ ráng, cụ Đệ Tam Pháp Chủ cụ bảo là đấy, cái gì mình chưa thấy được, khoa học cũng chưa chứng minh, chưa giải thích được, thì tốt nhất mình cứ theo cái gì? Cái truyền thống của các cụ, của cha ông để lại hàng nghìn năm, mấy nghìn năm nay rồi. Đấy, mà cụ chốt lại gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cho nên á, người ta theo cái quan niệm của cha ông, của các cụ chúng ta ngày xưa là đấy, trong cái phòng thờ không được treo gương lớn, vì sợ các cụ đi về á, thần thức á, linh hồn, hương hồn các cụ đi ra đi vào, nhìn thấy mình xoay ở trong gương, nó có một cái gì đó về tâm linh khó giải thích. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Cái gương bát quái mà. Đấy, cái gương bát quái của bên đạo giáo, đây không phải của Phật giáo chúng ta, bên đạo giáo. Cái gương bát quái nó vẽ theo cái hình bát quái đó lên, xong cộng thêm gì? Tu tập trì chú, niệm Phật vân vân gì đó để lên ban thờ. Trì chú 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Chúng ta treo lên trước cửa ra vào. Nó có cái tác dụng theo như phong thủy học là gì? Là chấn hung nghênh cát. Tức là gì? Ngăn chặn những cái điều hung, điều xấu. Ngăn chặn cái gì? Cái quỷ thần, cái ma mị, cái tinh mị á, nó đi vào nhà chúng ta. Giống như gì? Cái cửa vậy. Giống như nhà làm cái cửa để gì? Để ngăn cái những kẻ xấu, kẻ trộm, những kẻ gì, những kẻ hay tắt mắt dòm ngó và chôm chĩa của nhà người khác vậy. Đấy, nhà mình có cửa, mình đóng cái cửa vào thì đương nhiên là gì, nó muốn vào trộm thì nó phải cậy cửa phá khóa, nhưng mà khóa tốt cửa chắc thì nó không thể cậy được, vì nó không thể tự do, vì sợ người đi đường, cái nhà hàng xóm mà nhìn thấy. Nếu mà mình mở cửa toang ra chẳng hạn, nó nhìn thấy cái đồ vật quý ở trong nhà, nó chỉ vài bước chân, phút hai phút thôi, nó chạy vào nó lấy, xong nó chạy đi béng đi. Nếu mình khóa cửa lại thì đương nhiên nó muốn lấy thì nó chẳng biết ở trong nhà mình có cái gì. Mà nó cũng nghĩ rằng nó phá cửa thì về mất gì, rất nhiều thời gian trong giai đoạn trong quá trình phá cửa, có khi chưa phá xong đã bị người ta phát hiện, bị đuổi, bị bắt rồi thì chết toi. Cho nên cái cửa nó là gì? Nó là để bảo vệ những gì? Bảo vệ cái gia tài, cái tài sản của chúng ta, bảo vệ bản thân chúng ta, và bảo vệ gì? Khỏi mòng muỗi, khỏi trâu bò, chó lợn, gà vịt vân vân, bảo vệ những gì? Những kẻ xấu nữa, nó có thể dòm ngó. Đấy thì cái gương bát quái ở trong phong thủy học của bên đạo lão, tức là lão giáo đó, thì nó cũng có cái công năng, họ nói rằng tương tự như thế. Và cái gương, từ cái chỗ gương bát quái, cũng như cái gương thường chúng ta cũng vậy thôi. Đấy, gương thường cũng vậy. Cho nên cái tấm kính thì thường là
cho nó có mờ mờ thì vẫn nhìn thấy gì, cái hình bóng ở dưới đấy, cái bóng của bát hương, bóng của cái đồ thờ chúng ta đặt lên trên đó. Ông phong thủy thì ông giải thích là gì, là để cái tấm kính thì để các bát hương đồ thờ phải nó là lộn ngược, nó là trục xuống dưới đất. Họ giải thích theo kiểu phong thủy như thế thì cũng không có sai, nhưng mà chúng ta là người theo Phật thì nó cũng không quá nặng nề vào cái việc đó. Nhưng mà thôi thì thầy cũng khuyên chúng ta, đâu giống ngày xưa thầy đi học thì giả các cụ tổ, các bậc tôn túc, trưởng lão, các bậc rất có uy tín ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta, cho nên các cụ có giải thích rằng đấy, cái gì mắt chúng ta chưa thấy được, khoa học cũng chưa với được, chưa giải thích cặn kẽ hết được, thì cái gì mà cái phong tục, cái tập quán, cái truyền thống của cha ông, của các cụ chúng ta truyền lại hàng nghìn năm nay, hàng thậm chí hàng hai nghìn mấy nghìn năm nay, thì thôi chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm theo, để cho tâm nó an. Ý là gì? Ý là trên mặt ban thờ không nên để tấm gì, tấm kính. Cho nên các vị thấy tất cả các hệ thống ban thờ của thầy thì có cho để mặt kính đâu. Mặc dù một dạo các sư ông, sư cô cũng mấy cái chùa mà thầy ít qua lại đó, mang cái kính về để lên trên để cho nó dễ lau, vì lau cái kính nó dễ, lười mà, nó quét lên cái chổi phất quét qua mà cái là nó sạch. Còn ở dưới cái mặt gỗ hoặc là cái mặt bê tông á, thì nó phải quét đi quét lại vài lần nó mới sạch, mà nó nhanh bẩn, nó nhanh dính bụi, hay dính bụi, cái lười. Nhưng mà về thầy nhìn thấy thầy cũng đều là bắt là bỏ đi. Và thầy kể cho chúng ta một cái trường hợp này, một cái ni sư ở dưới Quốc Oai. Ni sư ở Quốc Oai nha các vị nha. Ngày đấy thì chưa lên ni sư, bây giờ mới lên ni sư. Ni sư ấy chủ trì cái ngôi chùa, thôi nó cũng tế nhị, thầy sẽ không nói tên, nhưng mà ở rất gần chùa thầy, ở cùng xã với Sài Sơn chùa thầy luôn. Thế ngày xưa ni sư cứ ốm đau suốt, mà lại tự nhiên là cứ như điên điên khùng khùng, lại tự đánh mình nữa cơ. Ngày đấy cụ tổ chùa Hương cụ vẫn còn, cụ về cụ làm lễ rồi, cụ làm cái lễ rồi nhưng mà chỉ đỡ thôi, thì chưa khỏi. Thì cụ tổ chùa Hương đấy, cụ thượng viên hạ thành đó, thì cụ viên tịch. Thế cụ viên tịch thì một thời gian sau cụ viên tịch đi, cái sư thầy đó càng ngày càng bệnh nặng hơn. Đi khám bác sĩ hết các viện này viện nọ không tìm ra bệnh gì, mà bệnh cứ như giả vờ ấy. Mà tu đến phải đến 20 năm, gần 30 năm rồi. Mà sư thầy đấy thì tu rất là cẩn mật, rất là đạo hạnh, hiền lắm, mà tốt tính, tốt nết lắm. Ngày xưa thầy nhớ thầy ở chùa thầy, thầy là chú tiểu, thầy đi chợ. Thỉnh thoảng ra thầy gặp thầy đi chợ, thầy còn mua rau để cúng cơ mà. Để bảo thầy chú mang rau về để cúng đại đức cái chùa cao. Thậm chí là thỉnh thoảng còn gặp ngoài chợ thì còn mua bánh cho mình cơ mà. Cái thầy quý lắm. Thế thì khi thầy đi học ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam, lúc cùng học với tiểu của thầy ấy, đệ tử của thầy ấy, thế nghe thầy ấy kể là đấy khổ quá, thầy con ốm mấy năm nay, đi viện không tìm ra bệnh gì. Mà lắm khi thầy ấy cứ tối ngủ là thầy con kêu gào, kêu sợ, cứ bắt phải có người ở cùng kêu sợ. Thế thì lúc đó cụ tổ Hương cụ mất rồi, cụ tịch mất rồi, cụ viên tịch rồi. Thế hôm đấy thầy mới bảo là thế thì sư ông ngày xưa đi thị giả cụ tổ, cũng biết về phong thủy đấy, thì về xem giúp hộ nhà con xem. Không hiểu làm sao mà sư phụ nhà con ấy, khổ lắm. Thế thầy đi về. Thầy đi về thì thấy thì có mấy cái thầy bắt sửa. Cái thứ nhất là
trong chùa nó có đến mấy cái lượt cổng ấy. Cái cổng nhưng mà cổng đã đóng ra đóng vào của chùa các thầy ni mà. Cho nên cổng ngoài đã đóng rồi, nhưng cổng trong cũng đóng tiếp, rồi cổng trong đóng tiếp. Đến ba lượt cổng. Kỹ quá. Đấy, chúng ta thấy nhà mình nó cũng có hai cổng. Cổng ngoài thì đóng, gác chuông nó có làm cổng đâu. Đấy, gác chuông làm là gác chuông thôi. Nhưng các thầy thì cổng ngoài, cổng gác chuông ngoài thì cũng đóng. Vào qua cái sân lại một cái cổng nữa lại đóng. Vào trong gần trong phòng trong khu nhà tổ lại đóng tiếp một cổng nữa. À, cứ đóng các thầy ni mà, ở cái đóng như thế. Đấy thì từ khi mà thầy xây thêm cái cổng thứ hai ấy, ở ngay bên sát Tam Bảo ấy, để đóng tối lại để đóng không cho từ Tam Bảo không lên được nhà tổ. Thế phải qua cái cửa rồi mở thì mới lên được nhà tổ. Từ nhà tổ lên nhà tăng, nhà ni, khu nhà ni mà các thầy ở lại đóng một lớp cổng nữa. Kín cổng cao tường ba lần. Và đặc biệt là tất cả ban thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền, rồi các cụ hộ pháp, rồi các pho tượng trên Tam Bảo. Cụ bảo ở chùa nó gần cái nhà máy xi măng Sài Sơn, cho nên nó bụi. Thế là cụ đem mỗi pho tượng cụ làm cái gì? Cái kính ấy, cụ úp vào hết, tất cả úp vào hết, và cụ làm thế để cho nó không bị bẩn tượng. Nó không bị bẩn, nó bụi lắm. Mỗi khi cái nhà máy xi măng Sài Sơn nó làm, nó tăng ca, nó làm đến sáng ra vào tượng vào trong ban thờ nó bụi, khói nó bụi. Mà ô tô nó chạy đường, nó chở vật liệu nó cũng bụi vào chùa. Thế tôi về tôi nghĩ bảo, mình mới nghĩ là ngày xưa cụ tổ cụ nói là đến cái tấm kính để ở dưới mặt ban thờ cụ còn bảo bỏ đi. Không chi nay bây giờ làm cái tấm kính bốn mặt úp chụp vào, 1, 2, 3, 4, 5 mặt chứ. Mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải và trên gì? Trên đầu nó chụp kín nó vào luôn. Tất cả các pho tượng trong chùa đều chụp kín hết. À. Thế thầy bảo làm như thế cho nó không bụi mà quét nó dễ. Thì là cầm cái chổi phất trần là phất phất thế là xong. Thế thầy về thầy xem là hai cái không ổn. Một là phải đập bỏ bớt cái cổng cổng thứ hai mà ngăn cách giữa Tam Bảo với nhà tổ đi. Và cái thứ hai là cái thờ phụng pho tượng nào cũng úp cho cái kính vào đấy. Chẳng khác gì đi nhốt các cụ lại. Chẳng khác gì đi nhốt lại như thế. Thế tôi mới hỏi là thế thầy của sư già đấy và ốm từ ngày xưa cái hay gọi là sư già, thầy của sư đệ tử mà thầy thì chưa lên ni sư thì thường là gọi gì, gọi thầy là thầy, còn gọi đệ tử là sư già. Như bên mình thì gọi là sư ông, gọi là đại đức đó. Sư phụ thì chưa lên thường tọa thì gọi là đại đức, còn các đệ tử thì gọi là sư ông. Đấy là thế. Sư ông hay đại đức nó như nhau thôi, ở miền Bắc chúng ta như nhau. Sư già hay là sư cô thì nó như nhau thôi. Đấy. Nhưng mà đấy là cái cách gọi, phân biệt cách gọi ở miền Bắc chúng ta. Đấy thì thầy gọi là, thế thì thầy sư già làm cái cổng này với làm cái kính ở trong Tam Bảo để che tượng, úp tượng như vậy lâu chưa? Bảo nhớ lại bảo hình như là làm năm 2000 hay là 2001 gì thì phải. Tức là thầy con làm xong một thời gian xong rồi thầy con ốm. Ốm là cũng có nhờ cụ tổ chủ hương, cụ đến cụ làm lễ cho một lần rồi. Nhưng mà ngày đó lễ xong thì thầy con đỡ thì cụ tổ cụ mất, cụ viên tịch. Thế từ khi cụ tổ viên tịch thì thầy con lại càng nặng hơn, càng ngày càng nặng hơn. Thế thôi mới bảo là đi hết một vòng, xem bếp núc ở trong chùa thì được rồi, cụ tổ cụ cắm cho được rồi. Thế bảo động cái ao ở trước cửa chùa, cái giếng ngọc mắt rồng ở trước cửa Tam Bảo ấy, thì bảo cụ tổ cũng hàn long mạch rồi. Thế thì mình xem lại bây giờ có mỗi cái hỏi cái cổng xây chắn giữa Tam Bảo với nhà tổ này, nó chướng phè phè chứ. Ai đi xây đến 2-3 lớp cổng đấy. Thế tôi hỏi cái cổng này xây từ bao giờ, bảo đấy, xây cái khoảng cái năm 2000-2001 gì đấy, con không nhớ lắm mà khoảng tầm đấy. Xây xong thì thầy con bắt đầu ốm phát bệnh. Thế tôi là bây giờ thì có hai việc phải làm.
Cái việc thứ nhất là đập bỏ cái cổng này đi, vì xây nó sai. Không phải là chỗ nào muốn xây được xây. Ở trong chùa xin thưa các quý vị, không phải chỗ nào muốn xây xây. Tôi bảo đập bỏ cái cổng này đi là thứ nhất. Cái thứ hai là phải bỏ hết toàn bộ cái này, cái lồng kính úp ở trong tượng đi, bỏ hết. Thế thì lúc đó thầy vị thì ốm, đang ốm ở trong phòng. Thế thì sư già ấy bảo là những cái này thì phải sư phụ con, chứ con cũng không quyết được. Thế thầy bảo đấy, thế sư phụ của sư già thì còn dạy được không? Bảo chắc để con vào con xem. Thế vào thỉnh một tí thì thấy đi dìu ra nhà tổ, thì mời thầy vào nhà tổ. Thế thầy ngồi, thầy nói cho thầy bảo là chùa của thầy có hai cái sai, thầy nên sửa đi. Cái thứ nhất là đập bỏ cái cổng mới xây ngăn cách giữa Tam Bảo và nhà tổ đi. Cái cổng đấy không nên để, để cái cổng tam quan ngoại là được rồi. Xây vào chỗ đấy nó chướng lắm, nhìn cái mắt còn không được, cái huống chi là về cái phần thờ phụng phong thủy vân vân. Cái thứ nhất. Cái thứ hai mà cái đặc biệt nhất là toàn bộ cái lồng kính mà thầy úp ở trên tượng trên Tam Bảo á, bỏ hết đi, nhà tổ nữa bỏ hết đi. Thầy bảo ôi giờ đây nó bụi lắm sư ông ạ. Bảo bụi cũng được thầy ạ. Ở trong chùa chiền ngày xưa các cụ thờ á, không có ai làm kính như thế đâu. Nhưng mà thầy bảo nhưng mà nhà con nó gần cái nhà máy xi măng, gọi đi chở xi măng, chở đất, chở cát, chở vật liệu xây làm nhà máy xi măng, nó bụi vào kinh lắm. Sư ông không biết là nó bụi đến mức độ nào đâu. Thế thầy mới nói với mình đi tu, có việc duy nhất đó là hầu Phật và tu tập mà thôi. Bụi thì một ngày mình quét hai lần, sáng một lần, chiều một lần. Nếu không thì ngày một lần, chả sao cả. Nếu một mình làm không được thì gì? Khéo léo một chút. Cứ ngày đấy thì nó còn nghèo mà, ngày đấy nó nghèo. Thầy bảo khéo léo một chút, thầy cứ mua tí bim bim về để cúng cháo, mua buồng chuối về để cúng Phật. Đấy, mua lấy mấy yến gạo nếp vào. Thầy cứ chịu khó, sáng thì bảo các vãi ra mà gì, làm phương tiện, thổi xôi, in oán để cúng Phật. Thế là cúng xong đến chiều thì hoặc đến trưa, đến chiều thì thầy là tán lộc cho các vãi. Thế là các cụ sướng, các cụ đi ra, các cụ được in oản cúng gì? Cúng Phật. Xong có các cụ ra, thì thầy bảo các cụ ấy dọn dẹp và các cụ bao sái hộ cho, có cái gì đâu. Nó tất cả nó đều ở cái gì? Cái ứng xử của mình thôi. Chùa mà mình thì không khéo thì để cho nhân dân, bà con Phật tử, các cụ ra, các cụ bây giờ già rồi cũng chả làm gì, ở nhà cũng đi chơi mà buôn dưa lê. Thế tội gì không tìm cái phương thức nó khéo khéo để các cụ ra chùa, các cụ ở người già già thì in oán cúng Phật, đổ xôi in oán cúng Phật, trẻ trẻ thì làm cỏ và quét chùa, bao sái. Thế là chùa nó vừa âm cúng. Còn trẻ nữa thì thầy cho gì? Tụng kinh. Bao sái xong thầy cho tụng biến kinh. Thế là các cụ tụng biến kinh xong, thế là xong là gì? Hạ lộc, thế là oản thì cúng trước là cúng Phật, sau là tán lộc, thì các cụ lại lộc về cho các đi, các cháu. Thế là may mình nói như thế, thầy nghe theo. Thế là thế nghe theo sư ông. Không có, còn ốm quá, đi viện khám mãi nó không ra bệnh gì, thuốc thang không ra cái gì mà khổ lắm. Cứ tối đến thì cứ nghe thấy cái tiếng nó hô hô hô, nó kéo đến nó đuổi con, nó đuổi đánh con, nó làm cho con đau nhức hết cả người, không ngủ được, không ăn được. Đi tu bao nhiêu năm nay rồi đấy, xấu hổ. Mà rõ ràng là mình cố gắng để không nghe thấy, không nhìn thấy những cái đấy, nhưng mà không thể được, khổ lắm. Các cụ hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp đem gì nhốt quách thế lại rồi còn đâu nữa. Các vị biết làm sao nhốt không? Đấy, làm cái kính đấy, nhốt quách thế này rồi còn đâu. Nó chỉ là biểu pháp thôi các vị.
Nhưng các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Nó là biểu pháp. Biết rằng nó chỉ là biểu pháp, nhưng chúng ta gì cũng phải làm cho nó đúng. Vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng ta không thờ thì thôi, mà đã thờ thì phải gì? Phải cung kính và tôn trọng cái gì? Cái sự ấy. Cái sự là gì? Tức là những pho tượng chúng ta dâng lên, chúng ta thờ kính ấy. Nay chúng ta khởi ra cái tâm gì? Lười lau, lười dọn, lười quét vì bụi bặm, mà đem ấy chụp cái kính vào, đó là khởi cái tâm gì? Cái tâm lười biếng thôi. Mà mình lại nói luôn là cụ bỏ cái kính đi, cụ chỉ chịu khó mỗi một ngày cụ in khoảng độ 3 cân gạo nếp thôi. 3 cân gạo nếp cụ đủ cúng Phật, cúng tổ, cúng mẫu thôi. Có thờ cả mẫu. Đấy, cứ là một ban một cái đĩa oản, mấy cái oản, các cụ ra, các cụ in oản rồi các cụ tụng kinh, các cụ chấp tác cho thầy cái gì đâu. Thế là nghe theo thầy làm. Các vị biết không? Làm xong khoảng độ chưa đầy tháng, thế tự nhiên nó khỏe dần, thế là khỏi chả phải thuốc thang gì cả. Đấy. Nó được mấy thứ. Cái thứ nhất là gì? Chùa đập bỏ cái cổng giữa Tam Bảo với nhà tổ đi, nó thông nhau, nó đẹp cái cảnh quan, nó liền một khối đã. Vào cái chùa nhìn nó gì? Nó ra cái phong quang cảnh Phật, nó uy nghiêm. Chứ nó cứ lắt nha lắt nhắt ra nhìn như là cái nhìn như là cái nhà tù Côn Đảo hay là nhà tù ở ngoài Hỏa Lò. Vào nó cứ lắt nha lắt nhắt ra, khổ lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, bỏ cái kính đi. Thì về thôi, về tâm linh chúng ta không nhìn mắt thấy thì không nói làm gì. Nhưng mà bỏ cái kính đi. Cái thì phương tiện đó là gì? Thầy cứ mỗi một ngày in cho con 2-3 cân gạo nếp, đồ con cho các vãi ra, đồ xôi thì in oản. Các cụ già thì đồ xôi in oản, các cụ trẻ thì bao sái xong rồi, oản in xong thì tất cả lên tụng, tụng biên kinh. Thế là cả sư thầy chủ trì và cả các Phật tử, mặc dù nó chỉ chục người hơn chục người thôi, nhưng mà ngày nào cũng có gì? Lời kinh tiếng kệ râm ran ở trong chùa. Không chỉ có thầy chủ trì mà các gì? Các già, các vãi cũng ra tụng kinh cùng sư thầy nữa. Thế là gì? Thầy ấy thì dùng được phương tiện cho các Phật tử ra tu, ra tụng kinh. Thầy cũng tự gì? Cũng tự mình lên này, cố gắng lên dẫn chúng tụng kinh. Thế là dần dần công đức từ đấy nó sinh ra, nghiệp chướng tiêu đi, công đức ấy lớn thêm. Và chỉ trong vòng một tháng thôi, bệnh tình tự nhiên hết, sạch sành xanh. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật Pháp ấy, chúng ta đừng có nghĩ rằng nó cao siêu huyền diệu ở trên 9 tầng mây. Nó ngay trong cuộc sống này. Mình đang đau khổ, đang bệnh tật, đang thất vọng, đang phiền não, vân vân. Mà đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống đời thường, khiến cho chúng ta được bình an, được mạnh khỏe, được hạnh phúc, thì đó chính là gì? Là sự vi diệu của Phật Pháp. Đó chính là sự gia hộ của Phật Pháp. Đó chính là chúng ta đi đúng tu tập đúng chính pháp vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, qua cái Phật tử hỏi về cái tấm gương này, thầy xin nói rộng cái tấm kính ở dưới ban thờ này thì nói rộng thêm như thế. Quan điểm của thầy từ ngày đấy, thầy cũng không cho dùng cái tấm kính để mà để dưới. Kể cả các nhà Phật tử thì đến nhà nào thầy có thì khuyên là bỏ cái kính đi. Đấy, bỏ cái tấm kính đi.